Nhận định soi kèo Bilbao với Getafe, 3 giờ ngày 26 tháng 1, vòng 20 vô địch quốc gia Tây Ban Nha. Getafe không chỉ có được sự hưng phấn mà còn nhận được sự ủng hộ từ quá khứ. 7 màn chạm trán Bilbao gần nhất ở La Liga, Getafe đều bất bại. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bilbao vừa xuất sắc vượt qua cả Real Madrid và Barcelona để giành siêu cúp Tây Ban Nha. Nhưng ở La Liga mùa này, đội bóng xứ Basket lại thể hiện màn trình diễn khá nhạt nhòa. Sau 18 vòng đấu, họ mới chỉ có 6 chiến thắng, với 21 điểm. Thầy trò Marcelino đang đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng. Ở trận đấu thuộc vòng 20 giờ đêm nay, Bilbao được trở về sân nhà tiếp đón Getafe. Đội bóng đứng ngay phía trên với 2 điểm nhiều hơn. Màn so tài đêm nay giữa hai đội được đánh giá khá cân bằng, nhờ ưu thế sân nhà. Bilbao được nhà cái xếp ở chiếu trên với tỷ lệ 0:1-4. Với kèo chấp này, soi kèo bóng đá không đánh giá cao cơ hội giành 3 điểm của Bilbao. Vấn đề của đội bóng xứ Basket là hàng công kém hiệu quả. Họ thường xuyên gây thất vọng ở La Liga mùa này khi được xếp ở chiếu trên. Dù đã khởi sắc dưới triều đại huấn luyện viên Marcelino nhưng Bilbao vẫn thể hiện phong độ thiếu ổn định. Chẳng nói đâu xa, ở 9 vòng đấu gần nhất, họ chỉ thắng vỏn vẹn 2 trận, thắng 2, hòa 3, thua 4. Ở trận sân nhà gần nhất xuất hiện tỷ lệ 0:1-4. Bilbao đã để thua Celta Vigo với tỷ số 0-2. Với phong độ như vậy, thầy trò Marcelino được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trước Getafe. Đội bóng đang rất hưng phấn sau 2 chiến thắng liên tiếp trước Elche và Huesca. Với lối chơi phòng ngự, phản công, Getafe thể hiện màn trình diễn không tệ trên sân khách. Từ đầu mùa tới nay, qua 8 lần xa nhà, thầy trò Jose Bordalas chỉ 3 lần thất bại, thắng 2, hòa 3, thua 3. Hành quân tới San Mamés, Getafe không chỉ có được sự hưng phấn mà họ còn nhận được sự ủng hộ từ quá khứ. Cụ thể, trong 7 màn chạm trán Bilbao gần nhất ở La Liga, Getafe đều bất bại, thắng 2, hòa 5. Với những lý do đó, cửa dưới xứng đáng được tin tưởng ở trận đấu đêm nay. Trên sàn giao dịch, tỷ lệ tổng bàn thắng chỉ được niêm yết ở mốc 1:3-4. Với tỷ lệ này, khả năng nổ tài là không cao bởi cả Bilbao và Getafe đều đang xây dựng lối chơi dựa trên hàng thủ chắc chắn. Thống kê chỉ ra rằng 4/5 trận gần nhất ở La Liga của Bilbao chỉ có tối đa 2 bàn thắng. 8/10 trận gần đây của Getafe cũng có kết quả tương tự. Dự đoán, Bilbao 0-1 Getafe. We'll be right back.